Chết này. Làm gì á? Em anh có chìa khóa này, cầm lấy mở cho đỡ vất vả. Ổ toát hết mồ hôi này. What? Em nghĩ có sự hiểu lầm. Chứ em học sinh, nhà em nghèo, em chỉ mơ ước có một chiếc xe như này đi học. Nghèo gì xăm chỗ ác vậy em? Bạn em nó học nghề, em làm mẫu cho nó thực hành. Bạn em tên gì? Đại ạ. Tao thợ xăm chục năm, học nghề nào? Yeah. Em học sinh thật, thế giáo viên chủ nhiệm tên gì? Thầy trường. Tôi đang dạy, kéo tôi ra đây làm gì? Học sinh của thầy à? Quen biết gì cái thằng này? Em hối hận rồi, em xin nói thật. Mẹ em bệnh nặng, cần tiền chữa bệnh. Ủa mẹ. Thằng danh tử kia, tao không thế này.